bao giờ trải qua một thời điểm khi mà bản thân chắc chắn 100% về một việc nào đó trong quá khứ mà ai cũng đã biết, nhưng rồi đến một ngày bạn nhận ra nó chưa hề xảy ra? Có bao giờ một nhãn hiệu nào đó bỗng nhiên thay đổi một phần logo của nó mà khi bạn hỏi lại mọi người xung quanh thì chỉ nhận được một câu "Ơ, trước giờ nó vẫn thế mà"? Hay thậm chí là một câu quote ở trong một bộ phim mà bạn rất tâm đắc bỗng nhiên biến mất khỏi bộ phim khi mà bạn xem lại. Cảm giác về một sự việc không có thật mà mình đã trải qua ngoài đời trong quá khứ, đó chính là hiệu ứng Mandela. Hiệu ứng tâm lý này có phần giống với một hiện tượng mà chắc hẳn ai cũng đã biết, đó là déjà vu. Cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy một cảnh vật đã xuất hiện trong giấc mơ của mình. Nhưng ở một mức độ creepy cao hơn, đó là việc có rất nhiều người khác cũng có trải nghiệm y hệt như bạn về sự việc đó. Hiệu ứng Mandela là hiệu ứng khi mà một số lượng lớn người có chung ký ức sai về một hiện tượng trong quá khứ, được nhắc đến như là chứng bịa chuyện ở trong tâm thần học. Một trong số những lý giải cho hiện tượng này là do sự va chạm của các thế giới song song dẫn đến việc trao đổi dữ liệu giữa các thế giới tạo ra ký ức mà ta có. Còn một số khác lại cho rằng đó là sự du hành thời gian ở đâu đó đã tạo nên hiệu ứng bươm bướm, làm đảo lộn những sự việc diễn ra trong quá khứ, sự việc này dẫn đến sự việc kia, khiến cho thực tại bị thay đổi, nhưng ta lại vẫn mang ký ức trước khi bị xáo trộn của nó. Hiệu ứng Mandela được nhắc đến vào năm 2010, khi mà một blogger tên là Fiona Broom đã sử dụng để nhắc đến những ký ức giả mà nhiều người cùng chia sẻ tại hội nghị DragonCon. Khi đó đã có rất nhiều thành viên có ký ức về cái chết của cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela vào những năm 80 trong tù. Năm đó, Fiona đã lập nên một website tên là MandelaEffect.com để ghi nhận lại những trường hợp khác của hiện tượng này. Sau đây là một số ví dụ điển hình cho hiệu ứng Mandela có thể sẽ khiến bạn ngơ vài giây. Luke, I'm your father là câu nói nổi bật trong series Star Wars, nhưng nhiều người đã nhận ra đó không phải là câu nói của Darth Vader. Câu chính gốc đó là No, I'm your father. No, I am your father. Đã có rất nhiều người khăng khăng rằng tên của series nổi tiếng Sex and the City có chữ Inger chứ không phải là Anger. Câu cuối, No time for losers, cause we are champions of the world. Một phần kết không hề tồn tại trong bài hát mà ai cũng lầm tưởng. Nó chỉ kết thúc mà không hề có of the world ở cuối bài hát. Vậy mà đã có rất nhiều người khẳng định 100% là đã nghe thấy trong quá khứ. Một bộ phận nhỏ số người đã khẳng định khuôn mặt Mona Lisa đã thay đổi. Vì họ nhớ là Mona Lisa có gương mặt nghiêm túc, nhưng giờ có vẻ cô ấy đã xuất hiện nụ cười. Nhiều người có vẻ nhớ là có dấu gạch ngang ở trong từ Kit Kat, làm nó biến thành Kit Kat. Nhưng sự thật là không hề có dấu gạch ngang nào cả, và rồi họ cảm thấy thất vọng khi đã một mực chắc chắn rằng khi xưa nó đã có. Nếu bạn đã xem Silence of the Lambs, bạn sẽ biết câu nói nổi bật là Hello Clarice. Vấn đề ở chỗ là nó chưa hề xảy ra. Khi Clarice lần đầu gặp Hannibal Lecter, hắn chỉ nói Good morning, chỉ có vậy mà thôi. Làm sao mà câu nói thương hiệu của một bộ phim lại không hề tồn tại được cơ chứ? Mọi người nhớ là có một vết đen đối với Pikachu, nhưng nếu bạn nhìn vào đuôi nó bây giờ, bạn sẽ không nhìn thấy gì cả. Làm sao mà nhiều người có thể nhớ hình dạng sai của một nhân vật được yêu thích như thế này nhỉ? Ok, kính của Rich Uncle Pennybacks đâu rồi? Nhiều người rất khó chịu khi biết cặp kính của nhân vật board game nổi tiếng Monopoly lại biến mất, hay thật ra là chưa bao giờ tồn tại. Có thể nói hiệu ứng Mandela là bằng chứng cho thuyết vũ trụ song song hay là sự du hành thời gian, nhưng nó được giải thích như là một sự thu thập thông tin sai lệch. Đơn giản là não chúng ta lấp đầy những khoảng trống trong ký ức khi ta thu thập thông tin chưa hoàn chỉnh, dẫn đến việc có những ký ức giả về một sự việc. Nhưng những ký ức rõ ràng của rất nhiều người như cái chết của Nelson Mandela trong tù thì vẫn là một câu hỏi rất lớn. Hy vọng các bạn sẽ thích nội dung lần này và đừng quên like, share, subscribe cho kênh của chúng mình và nhấn chút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video mới nhất nào nhé. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.